than hoa. Nào ai đi xa, không chung tơ vương hồi hương. Hãy về với thân nhân, tìm về nơi gặp lại chính mình, tìm về nơi chân lý tình yêu, tìm về nơi khơi nguồn sự sống. Hãy về trong tim mọi người, là quê hương hạnh phúc tuyệt vời. Con tim hiệp nước yêu thương, cùng chung tay ta đắp xây con đường phục vụ. Dù chung gai ta sánh vai qua ngày tháng dài, lòng mệt mài vững đôi chân về mái tương lai. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ. Cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất, làm nên chứng cho Chúa ta sống yêu nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi. Nói gương tình yêu nơi ba ngôi hiệp nhất không thôi, làm nhân chứng đi khắp nơi với đời phục vụ. Dù gian nguy ta bước đi không sợ hãi gì, vì đường đời có ba ngôi dù lối không thôi. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ. Cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất, làm nhân chứng cho Chúa ta sống hiệp nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi. Ra đi bạn ơi, loan tin vui hạnh phúc không ngơi, về muôn nơi khơi cháy lên tinh thần phục vụ. Và hiệp nhất bao trái tim đang còn ghét hờn,
cùng một lòng sống yêu thương làm chứng muôn phương. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ, cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất, làm nên chứng cho Chúa ta sống yêu nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi. Con tim hiệp nhất yêu thương, cùng chung tay ta đắp xây con đường phục vụ. Dù chông gai ta sánh vai qua ngày tháng dài, lòng mệt mài vững đôi chân về mái tương lai. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ, cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất, làm nên chứng cho Chúa ta sống yêu nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi. Nói gương tình yêu nơi ba ngôi hiệp nhất không thôi, làm nhân chứng đi khắp nơi với đời phục vụ. Dù gian nguy ta bước đi không sợ hãi gì, vì đường đời có ba ngôi dù lối không thôi. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ, cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất, làm nhân chứng cho Chúa ta sống hiệp nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi. Ra đi bạn ơi, loan tin vui hạnh phúc không ngơi, về muôn nơi khơi cháy lên tinh thần phục vụ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.